Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Cà phê Nhân phẩm. Chúng ta lại tiếp tục với các đội hình leo rank đấu chân lý. Và đội hình mình gửi đến anh em ngày hôm nay là nhà phát minh Yordle, có thể xem là một biến thể của đội hình nhà phát minh thông thường chúng ta hay chơi. Thế team này khác cái gì nhỉ? Hai anh em cũng biết, nếu đánh 5 hay 7 nhà phát minh thì những quân như Ezreal, Sinh về cuối sẽ gần như chỉ để kích hệ, chứ không đóng góp được gì nhiều. Thêm vào đấy, nếu không tìm được Jayce thì khả năng rớt đài khá cao. Vậy nên mình nhận thấy khi kết hợp với Yordle, sử dụng Vex làm quân chống chịu trong trường hợp không tìm thấy Jayce, với cái buff giảm sát thương từ bọ máy sẽ giúp cô nàng chống chịu được rất lâu. Trong khi đó, quân carry của chúng ta là Seraphine với quyền trượng thiên thần, cho phép bùng nổ sát thương khi ván đấu càng kéo dài về sau. Nào, anh em đã sẵn sàng chưa? Bang! Xe Yamaha Sirius FI 2021 hoàn toàn mới. Thiết kế mới hiện đại. Động cơ siêu mạnh mẽ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Mua xe mới, hãy mua xe Sirius FI 2021 hoàn toàn mới. Về phần nâng cấp Hextech, cái đầu tiên mình đề xuất là giáp tự chế. Cái này sẽ giúp các quân cờ không có trang bị trâu hơn và nó cũng áp dụng với đơn vị triệu hồi. Với một team đánh dạng tích sức mạnh thì team càng trâu càng tốt. Tiếp theo là cái tự hồi phục. Đây là nâng cấp rất nên xài bất cứ khi nào anh em chơi nhà phát minh. Mỗi lần quân máy hồi phục, chỉ cần bóp giảm sát thương cho team thôi là đã đủ mạnh rồi. Tiếp theo, nâng cấp riêng của thần tượng bao gồm song ca và hưởng cái hào quang rất hữu ích vì team này kích hoạt đến 2 mốc thần tượng. Ngoài ra, với một đội hình theo phong cách đánh lâu dài thì lấy ra cố hàng thủ cũng là lựa chọn không tồi. Có thêm 2 con người dơm để câu được thêm thời gian cho team đánh cũng tốt. Rồi, giờ cùng đến với đội hình chính nhé. Chúng ta có Vi, Lulu, Vex, Heimerdinger, Taric, Janna, Seraphine và Jayce. Dĩ nhiên là một đội hình có nhà phát minh thì cuối game chúng ta luôn phải lấy Jayce để đảm bảo sức mạnh. Nhưng khi chưa tìm thấy Jayce thì có thể dùng tạo Ezreal. Trong trường hợp đối đầu với nhiều nhà sát thương phép, có thể đổi Vi thành Orianna để đánh thuật sư. Như đã nói ở trên, Seraphine là chủ lực của chúng ta, do đó cần bộ trang bị chuẩn cho cô ta. Chuẩn tức là bao gồm thương Sojin, quyền trượng thiên thần và quỷ thư. Trong trường hợp phía trên đã có giáp lửa hoặc có nâng cấp phóng hỏa thì hãy bỏ quỷ thư thay bằng găng bảo thạch nhé, hoặc chơi hẳn hai cái quyền trượng thiên thần luôn cũng được. Vex là quân chống chịu đầu game của chúng ta, do đó hãy lắp giáp máu và thú tượng thạch giáp, còn không thì dùng giáp gai, vuốt rồng. Chỉ cần hai món cho cô ta thôi, để dành đồ còn bỏ cho Jay về sau nữa. Với Jay, bộ trang bị của anh ta vẫn không đổi, cứ dồn hết vào sức chống chịu là sẽ mạnh thôi. Giáp máu, quyền năng khổng lồ, vuốt rồng, giáp gai là những món mình đề xuất cho Jayce. Về phần xếp cờ, đội hình này cũng không có gì quá đặc biệt đâu. Như mọi team có Seraphine, đặt cô ta trong góc và đưa các quân khác lên trước mặt để hưởng tốc đánh và búp máu. Lưu ý đối thủ có Blitzcrank thì xếp lùi vào một ô. Jayce, Vex, Taric cùng quân bỏ máy thì đưa lên đầu. Nếu đối thủ có Lux thì đặt Lulu qua góc khác để câu chiều của Lux. Lulu trúng đòn cũng sẽ tăng đủ mana để buff khổng lồ cho dàn trên của đội hình. Ok, giờ cùng triển khai nhé. Mình nói trước là team này sẽ yếu hơn hẳn so với thách đấu, chỉ đánh được các nhà sát thương phép hoặc các nhà ít sốc sát thương thôi nhé. Nếu anh em thấy đối thủ nhiều nhà đánh thách đấu thì nên bỏ, chứ đội hình này mà gặp 6 thách đấu là nó chém cho nát người. Đầu game, anh em nên lấy gậy quá khổ hoặc nước mắt để ghép đồ cho Seraphine. Về đội hình có thể đánh theo nhà phát minh nếu chúng ta có sớm, hoặc là đánh 3 Yordle, điều này giúp chúng ta dễ có Vex và Heimerdinger hơn. Ngoài ra, những con tướng thừa có thể bán lấy tiền, rất có lợi. Nếu sớm có Heimerdinger thì anh em có thể chơi 3 Yordle, 3 nhà phát minh ngay ở cấp 5. Phần còn lại của trận đấu anh em có thể đánh theo hai hướng. Nếu team đã khỏe, hãy tích tiền để hướng đến cấp 8 và Roll. Còn nếu team yếu, hãy up cấp liên tục lên 7 để có thể sớm ra Seraphine. Có thể đánh 5 nhà phát minh, rồi sau đó từ từ lên cấp 8 cũng được. Về cuối game, hãy cố kiếm con Vex 3 sao và Jayce 2 sao. Chúng sẽ câu kéo đủ thời gian và Seraphine dọn dẹp cả bàn cờ. Vấn đề của chúng ta chỉ là team có đủ sức chống chịu hay không, vì rất đáng ngại nếu như thách đấu lao vào xả. Nhưng một khi đạt đủ sức mạnh, chúng ta sẽ đánh rất lầy và rất lực đó nha. Ưu điểm: khắc phục được một phần điểm yếu của nhà phát minh, cân bằng giữa công và thủ.
nhược điểm, yếu hơn đội hình 6 thách đấu đang thống trị meta, vẫn phụ thuộc vào việc roll ra Jayce để có vị trí cao. Và đó là toàn bộ những gì anh em cần biết về đội hình nhà phát minh Yordle. Về cơ bản, đây chỉ là một biến thể của nhà phát minh, nhưng chúng ta sẽ tránh được việc phải dùng những quân hơi kém chất lượng về cuối game và bổ sung những con bài xịn hơn vào đội hình. Dù rằng không thể sánh được với các team hot meta, nhưng đây cũng là sự kết hợp mà anh em nên thử qua. Chúc anh em gặp nhiều may mắn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.